nó là một câu rất là sai trái. Đi làm thuê không phải là xây ước mơ cho kẻ khác, mà đi làm thuê là kiếm tiền nuôi miệng ăn của các bạn ấy các bạn. Hôm nay không setup ánh sáng, không quay góc rộng, để chiếc ZV1 Mark II ở gần miệng và cứ thế mà nói, để xem coi cái âm thanh mình nghe vào trong, mình quay trực tiếp với chiếc microphone có sẵn ở trên ZV1 Mark II nó ổn không. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn hai thứ mà mình ngộ ra của ngày hôm nay. Nói là ngộ ra thì cũng không đúng, thì mình thấy nó khá là lâu rồi, chỉ là tự nhiên hôm nay mình muốn chia sẻ thôi. Cái việc đầu tiên á là mình thấy một số bạn trẻ thường hay than với mình là: anh ơi, em không có việc làm, em không biết bắt đầu từ đâu, em bla 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 các thứ, rồi em cũng muốn làm cái này, em muốn làm cái kia. Mình thấy việc đó cũng đúng, tại vì ngày xưa mình cũng đã từng như thế, mình cũng đã từng không có cái gì làm và mình cũng hỏi những người đi trước cách để cho mình làm. Nhưng mà sau đó mình phát hiện là các em mồm thì các em nói như thế thôi, nhưng mà đến khi mà giao việc cho các em thì các em không làm. Mà mình cũng thấy các em không làm thì các em sẽ bảo rằng: ừ, cái việc này em không biết làm, rồi việc này nó quá khó với em, hay là cái việc này em không thích. Em muốn được làm một cái gì đó với đam mê của mình, với cái mình giỏi. Mà không lẽ mình nói thẳng với các bạn là thật ra tụi bay éo có giỏi cái gì cả, và tụi bay cũng không có đam mê gì cả. Tất cả những gì mà tụi bay đam mê là tụi bay đam mê cái hào quang mà người khác đã đạt được. Và tất cả những cái mà tụi em giỏi đi làm mà làm biếng. Thấy không? Vì rõ ràng mình đã từng có giao rất là nhiều đồ đạc, rất là nhiều thiết bị, nhiều cơ hội, nhiều hướng dẫn, rất là nhiều, và không thấy một cái động tĩnh gì cả. Có những thứ khi mà hỏi đến thì các bạn cảm thấy rằng ừ, chỗ đó phải nói rõ ra, chỗ đó phải chỉ rõ ra, hoặc là chỗ đó là phải chờ, phải này kia. Mình cảm thấy nó vô lý. Vì ở cái thời của mình cách đây khoảng 15 năm mà ai đó giao việc là mình phải làm cho thiệt sớm, làm cho xong để được giao những cái khác cao hơn, xịn hơn, để được cơ hội học được cái khác. Chúng ta nói quá nhiều về đam mê. Ở thời điểm hiện tại, khi các bạn xem mạng xã hội quá nhiều, các bạn sẽ thấy quá nhiều người nói về đam mê. Và họ lồng trong đó là họ thành công với đam mê, họ có thứ này, có thứ kia. Và mình cảm thấy rằng chính xác là những bạn mà than thở với mình, các bạn đam mê với hào quang của người khác, các bạn không làm gì cả. Rồi một trường hợp khác là một cách mà mình cũng cảm thấy rằng công việc là cái câu á, đi làm thuê là đi xây cái ước mơ của kẻ khác, nó là một câu rất là sai trái. Đi làm thuê không phải là xây ước mơ cho kẻ khác, mà đi làm thuê là kiếm tiền nuôi miệng ăn của các bạn ấy các bạn. Các bạn phải ăn, các bạn phải sống, các bạn phải sống thiệt tốt, thì lúc đó các bạn mới được quyền nói đến cái câu chuyện là các bạn có đi xây cái ước mơ cho người này hay cái người khác hay không. Mày ăn chưa no, mày lo chưa tới, mày tiền nhà tháng sau thì để biết có trả được hay không, mày
tiền xăng thì không biết có đổ được hay không, mà ông cứ nói đến chuyện là đam mê của bản thân rồi với lại ước mơ của người này của người kia. Việc đi làm, chúng ta xin một cái công việc để chúng ta làm, tức là chúng ta xin một cái cơ hội để kiếm được tiền, để nuôi sống bản thân, để duy trì cuộc sống. Cuộc sống là giống như đánh bài, các bạn cần phải duy trì nó, các bạn phải cần tiền để duy trì cái chỗ ngồi của bạn ở trên bàn bài, để chờ cái đến lúc cái bài lớn bạn ăn. Thế rồi, còn có việc các bạn quá cố gắng để thể hiện một cái gì đó, quá cố gắng theo đuổi một ván bài và các bạn hết tiền, các bạn đứng lên, thì các bạn không bao giờ chờ đợi được đến cái vinh hoa, cái cố gắng của bản thân. Cho nên á, mình khuyên các bạn, mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là không làm thì thôi, đã nhận lời làm thì phải làm. Phải làm cho thiệt tốt, và phải làm cho người ta nhận ra cái việc mình làm nó xứng đáng. Người ta giao việc cho bạn vì ta nghĩ nó sẽ làm xong, nó sẽ thành công. Và bạn làm không xong, bạn làm thất bại, bạn vẫn đòi hỏi người ta ghi nhận sự cố gắng của bạn. Điều đó là không có. Chúng ta ghi lại trong sử sách chỉ có thắng và thua. Chúng ta không ghi lại trong sử sách câu chuyện thua trong cố gắng hay là thắng một cách may mắn. Đó là một cái chia sẻ. Nghĩ rằng chia sẻ nhanh thế thôi. Ok. Cảm ơn các bạn.